Một con siêu phẩm một thời mà bây giờ giá chỉ còn lanh quanh tầm khoảng hai củ mấy thôi mọi người. Mọi người thấy không? LG V50 hin quy, dòng này có hỗ trợ 5G nha. Thì tầm 2 triệu mấy, con này cũng cực kỳ đầu cơ người. Chip xử lý nè. Đây, đầu tiên sẽ cho mọi người xem chip xử lý nha. Qualcomm sẽ là gần 855 rồi. Kích thước màn hình sẽ là 6,4 inch nha. Và con này có độ phân giải màn hình đó là 2K mọi người. RAM là RAM 6GB nè. Đó, kích cỡ RAM 6GB và bộ nhớ con này á sẽ là 128GB. Đó, camera thì 3 cam gắn ống kính rồi người thấy không? Đây, còn 2 camera selfie nè. Đó. Camera có cam góc rộng luôn nha. Màn hình thì có hơi cong nhẹ nha mọi người. Đó, cái kính này có hơi cong nhẹ xíu nha. Đây, để cho mọi người xem. Đây góc rộng nè. Đó. X1 nè. Đó. X2. Tầm 2 triệu mấy thôi. Đó, bây giờ dạ, con giá này con cực kỳ low cơ rồi. Giá này bây giờ quá là tốt rồi. Có 2 triệu 850 thôi mọi người. Đó, 2 triệu 850 thôi nha. Còn đây camera selfie nè mọi người. Nè, camera selfie nè. Vẫn hoạt động bình thường nha. Mọi chức năng đều hoạt động bình thường mọi người. Đó, góc rộng của selfie nè. Đây, góc hẹp nha mọi người. Đó. Thấy không? Rất là đẹp nha. Rồi, màn hình này á, là màn hình tai hỏ mọi người. Đây em tắt cái chế độ tự động sáng cái. Viền là viền thép nha. Nói chung đây là dòng Lexus mọi người. Viền thép nè, màn tai hỏ, màn hình AOLED, độ phân giải màn hình là 2K nè, phải không? Đó, lưng của bằng kính luôn, rất là đẹp luôn mọi người. Đây, ngoại hình mấy con này á, thì tầm khoảng 98% nha. Cũng có chạy xước nhưng mà chấp nhận được mọi người, còn rất là đẹp nha. Đây, cho mọi người xem nè. Đó, lưng bằng kính nên hơi dính mồ hôi tay xíu mọi người. Đó, lưng bằng kính nên hơi dính mồ hôi tay xíu nha. Phải không? Cái này á, là để mình gắn màn phủ mọi người. Nhưng mà anh em không có màn phủ nha. Cái dòng này bây giờ không có màn phủ mọi người. Mua ngoài thị trường chắc nghĩ là có chắc tầm khoảng 1 triệu mấy á là mọi người xài được hai cái màn hình luôn. Đây, ngoại hình thì còn rất là đẹp, tầm khoảng 98%. Dòng này có vân tay nha. Đây vân tay đằng sau nè, em sẽ bây giờ test một cái video cho mọi người xem nha. Màn hình BOLED của LG, đây là màn hình BOLED nè mọi người. Đó, của LG, loa kép, dòng này loa nghe rất là hay nha mọi người. Em chỉnh độ phân giải cao nhất. Đây, 2 triệu 850 một cái màn hình cực kỳ là đẹp luôn mọi người không. Đó, một cái màn hình rất là đẹp nha, chỉ có 2 triệu 850 thôi, LG V50 mọi người. Đó, hôm nay bên em sẽ về được đó, là được 9 con nha, 9 con LG V50 Hinqi. Dòng này có hỗ trợ 5G nha mọi người. Đó, được đúng 9 con thôi. Rồi, bên em bán thì có hỗ trợ trả góp là không cần trả trước. Trả góp thì mọi người phải đến cửa hàng, không làm hồ sơ trả góp online được. Còn ship code á, thì có cọc mọi người. Đó, máy dưới 5 triệu cọc 300, máy trên 5 triệu sẽ cọc 500, máy trên 10 triệu sẽ cọc trên 1 triệu nha. Và mọi người lưu ý nè mọi người, bên em chỉ giao dịch một số tài khoản, chủ tài khoản ngân hàng á là Hà Quốc Minh nha. Mọi người thấy không? Hà Quốc Minh nè, 97168569 nha. Vietcombank, mọi số tài khoản khác đều là lừa đảo người. Thời gian làm việc của anh em á, là từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối nha. Địa chỉ là 43 Hồ Hành Biên, phường 4, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại là 077 469 683 06 con số 8 774 0703 747474 nha. Dạ rồi, em cảm ơn mọi người dành thời gian xem buổi livestream của người. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha. Bye bye.